Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khánh Thi được bà ngoại Phan Hiển trực tiếp tặng vàng làm sính lễ. Sáng ngày 12 tháng 12, cặp đôi Phan Hiển Khánh Thi đã chính thức tổ chức hôn lễ sau 13 năm chung sống và có hai thiên thần nhí. Đây được xem là nghi thức trọn vẹn chứng minh cho tình yêu đẹp của cả hai trong suốt một khoảng thời gian dài. Cô nhận được xính lễ là nhiều món trang sức, 10 lượng vàng đắt giá và được chính bà ngoại Phan Hiển cùng các thành viên gia đình trực tiếp đeo cho cháu dâu. Khánh Thi nhận được xính lễ là rất nhiều vàng, nữ trang. Có thể nhận thấy, Khánh Thi nhận được xính lễ gồm rất nhiều món đồ giá trị. Mẹ chồng tặng con dâu cả một thùng vàng, bà ngoại chú rể cùng các thành viên khác trong gia đình cũng đồng thời trao cho người đẹp nhiều món nữ trang đắt giá như nhẫn, hoa tai hay dây chuyền, kiền vàng. Khánh Thi xúc động khi bà ngoại Phan Hiển tuyên bố cháu dâu đã có danh phận ngay trong buổi lễ ăn hỏi. Bà ngoại chú rể đã thay mặt gia đình gửi lời đến hai cháu. Hôm nay ngày vui của hai cháu, hai cháu đã yêu nhau từ rất lâu, nhưng đến giờ mới làm được lễ này cho hai cháu để cho Khánh Thi một danh phận. Ba ngoại trực tiếp đeo dây chuyền cho cháu dâu, nữ khiển tướng hạnh phúc vì sau 13 năm, mình cũng đã có một đám cưới thật sự. Cô được các thành viên trong gia đình tặng nhiều món trang sức giá trị chính tay ông xã đeo dây chuyền cho người vợ mới cưới người đẹp bật khóc trong hạnh phúc khánh thi có nhiều khoảnh khắc không cầm được nước mắt chưa dừng lại tại đấy phan hiển cũng nhắn vài lời yêu thương tới bà xã quen nhau một thời gian dài vượt qua bao sóng gió dù chúng ta từng nhiều lần lên kế hoạch nhưng đều bị hoãn nhưng hôm nay anh muốn trao cho em danh phận chính thức là vợ của phan hiển nghe những lời từ sâu thẳm trái tim chồng kém tuổi khánh thi đã bật khóc vì quá hạnh phúc Trước đó, không gian ăn hỏi của cả hai đã làm nhiều người chán ngợp khi được trang trí với hơn 15.000 bông hồng và hàng trăm ký hoa lá khác nhau. Vợ chồng kiện tướng Dan Sport muốn mang cả khu vườn cổ tích vào lễ ăn hỏi của mình sau 13 năm yêu nhau và chung sống. Đến nay cả hai đã thật sự về chung một nhà với niềm hạnh phúc hân hoan Khoảnh khắc khóa môi ngọt ngào của đôi tân lan tân nương. Con của Khánh Thi Phan Hiển xinh xắn trong ngày vui của bố mẹ sau thời gian dài bên nhau, khánh thi phan hiển chính thức về một nhà sáng ngày 12 tháng 12. sự chú ý đổ dồn về cặp đôi và sự xuất hiện đáng yêu của hai bé nhà khánh thi phan hiển. hai bé cubi và anna cùng bố mẹ tiến vào lễ đường. phan hiển phấn khích trước khi bước vào lễ đường cùng khánh thi. khánh thi cùng dàn phù dâu xinh xắn. Ngay từ sáng sớm, Anna và Kubi đã xuất hiện trong các bộ lễ phục vô cùng đáng yêu. Kubi lựa chọn một bộ vest trắng lịch lãm với mái tóc chút keo chỉnh chu, trong cậu bé giống hệt như Phan Hiển trong một số khung hình. Dù vẻ ngoài trong Kubi cực chăm chút rất trưởng thành, nhưng cậu bé vẫn không giấu nổi sự nghịch ngợm, đáng yêu khi bị bắt gặp đang làm trò trước hai vị phụ huynh trong ngày trọng đại. Kubi vô cùng lịch lãm trong bộ vest trắng, ở một số khung ảnh cậu bé về với tuổi thật của mình trong cô bi giống hệt như phan hiển trái ngược với cô bi anna trông hệt như như một nàng công chúa nhỏ xinh xắn cô bé được bố mẹ dắt tay tiến vào lễ đường giờ vàng đã điểm hai thiên thần nhỏ cô bi và anna đã theo chân bố mẹ tiến vào lễ đường sau bao vất vả áp lực khánh thi cuối cùng đã về chung một nhà cùng nhau xây dựng gia đình và nuôi dưỡng cậu quý tử cùng cô công chúa một cách trọn vẹn nhất nước mắt đã rơi sau thời gian dài ở bên cạnh nhau. Cuối cùng Khánh Thy đã có đám cưới trọn vẹn cùng chồng và hai con. Cô bé Cô Bi không quên làm trò trước khoảnh khắc xúc động của mẹ. cân cảnh cô dâu xinh đẹp đầm thắm Khánh Thy, cổng chào đón hạnh phúc của cặp đôi Khánh Thy, Phan Hiển. Gia đình nhỏ của Khánh Thi Phan Hiển nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu quý từ phía khán giả. Cậu quý tử Cô Bi sinh năm 2015, 9 tháng mang thai Cô Bi là khoảng thời gian dài và vất vả với Khánh Thi vì cô phải chịu quá nhiều áp lực, thường xuyên nhập viện. Công chúa bé Anna chào đời năm 2018, cô bé được bố mẹ bóc phốt điệu đà, bánh bèo nên cô bé thường xuyên thể hiện những chiếc váy công chúa, cùng mái tóc được chạy chuốt kỹ lưỡng, theo chia sẻ của nhị vị phụ huynh. Cô Bì đang có thiên hướng nối nghiệp bố mẹ, Anna thì muốn theo con đường ca hát. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.